Kính chào quý vị và các bạn. Ngân hàng nhà nước tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay bằng ngoại tệ. Tăng trưởng lợi nhuận ngành ngân hàng có thể chậm lại trong những tháng đầu năm. Dù đang trong không khí đón xuân, nhưng bà con nhà vườn vẫn tuân thủ quy trình canh tác nghiêm ngặt để sẵn sàng cho vùng nguyên liệu sầu riêng xuất khẩu. Đây là những thông tin chính sẽ được chuyển tới quý vị trong chương trình nhịp sống kinh tế ngày hôm nay. Theo Savins, cùng với Singapore và Nhật Bản, Việt Nam đang là địa chỉ hút vốn đầu tư ngoại trong lĩnh vực bất động sản, trong đó phân khúc văn phòng là điểm sáng của ba quốc gia này khi nhiều công ty đa quốc gia muốn đặt văn phòng tại đây. Điểm nội trội của thị trường bất động sản Việt Nam là sự hấp dẫn của phân khúc bất động sản bán lẻ, công nghiệp và văn phòng. Hiện Việt Nam được coi là thị trường trọng yếu trong việc mở rộng quy mô của nhiều nhãn hàng trong các năm tới. Tại thị trường cho thuê thương mại, giá thuê văn phòng và bán lẻ tại khu vực trung tâm thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn ghi nhận ở mức cao. Thời gian qua, chính phủ Việt Nam đã và đang đưa ra một loạt biện pháp nhằm cải thiện tính minh bạch của thị trường bất động sản. Điều này mang đến nhiều dấu hiệu tích cực, tạo tiền đề cho việc thanh khoản và các hoạt động đầu tư trong tương lai. thực hiện kế hoạch thanh tra kiểm tra tài chính năm 2023, ngành thuế sẽ tăng cường thanh tra các doanh nghiệp có dư địa thu lớn hoặc có rủi ro cao về hoàn thuế giá trị gia tăng, gian lận về hóa đơn hoàn thuế. Đợt cục thuế sẽ tăng cường quản lý chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng thanh tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về hóa đơn các doanh nghiệp có rủi ro về hoàn thuế và các doanh nghiệp có nguồn thông tin rủi ro từ cơ quan hải quan chuyển sang các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế theo các luật thuế và hiệp định đồng thời tập trung thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp thuộc ngành nghề lĩnh vực có dư địa thu lớn như dầu khí xăng dầu điện lực ngân hàng bảo hiểm chứng khoán cho thuê tài chính dược phẩm bất động sản các doanh nghiệp có giao dịch liên kết chuyển giá kết quả hoạt động kinh doanh lỗ nhiều năm Trong những tháng đầu năm, thách thức vẫn hiện hữu đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn kỳ vọng tích cực khi giá cổ phiếu đang được định giá ở mức thấp, trong khi sức khỏe tài chính nhiều ngân hàng tương đối tốt. Chứng khoán Maybay nhận định tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của ngành ngân hàng có thể sẽ chậm lại trong những tháng đầu năm, trung bình khoảng 13% so với mức tăng trưởng trung bình là 35% trong năm 2022. Theo đó, tăng trưởng tín dụng dự kiến 12 đến 13%, tăng trưởng thu nhập từ phí ổn định dự kiến 18% sẽ là động lực dẫn dắt đà tăng trưởng, trong khi tỷ lệ thu nhập lãi thuần thấp hơn, giảm 0,5 điểm phần trăm, đạt 3,9% trong năm 2023 sẽ là trở ngại lớn đối với lợi nhuận ngân hàng. Còn theo dự báo của VN Direct, kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của ngành ngân hàng năm nay sẽ đạt khoảng 10 đến 11%. Đối với kiến nghị về việc hỗ trợ lãi suất cho vay bằng đô la Mỹ đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, Ngân hàng nhà nước cho biết, hỗ trợ lãi suất cho vay ngoại tệ sẽ làm tăng nhu cầu ngoại tệ, đặc biệt trong bối cảnh thị trường quốc tế diễn biến phức tạp có thể gây ra áp lực tới tỷ giá trong nước. Thực hiện chủ trương của chính phủ, ngân hàng nhà nước đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp để hạn chế tình trạng đô la hóa nền kinh tế, trong đó có việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay bằng ngoại tệ, dần chuyển từ quan hệ vay mượn sang quan hệ mua bán nhằm ổn định thị trường ngoại tệ và tăng niềm tin của người dân vào đồng nội tệ. Theo ngân hàng nhà nước, trên thực tế, lãi suất cho vay bằng ngoại tệ thường thấp hơn so với lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam. Do đó, khi vay vốn bằng ngoại tệ, doanh nghiệp đã được vay với mức lãi suất thấp hơn so với việc vay vốn bằng đồng Việt Nam. Dù còn gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp trong ngành xây dựng và vật liệu xây dựng kỳ vọng đầu tư công sẽ là điểm sáng trong năm 2023, bù đắp phần nào cho sự trầm lắng của thị trường bất động sản nhà ở. Chính phủ đang có kế hoạch đẩy mạnh đầu tư công, dự kiến sẽ có 793.000 tỷ đồng dành cho giải ngân đầu tư công trong năm nay. Theo ước tính của VN giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 sẽ tăng từ 20 đến 25 so với giải ngân thực tế năm 2022. Nhờ nút thắt thiếu đá xây dựng, đất đắp, khi chính phủ cấp phép khai thác cho các mỏ mới và giá vật liệu xây dựng như sắt thép, xi măng, đá xây dựng được dự báo sẽ giảm trong năm sau. Theo Bộ Giao thông Vận tải, hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đang được khởi công như cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, nhà ga hành khách và đường băng sân bay tại sân bay Long Thành, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyến cao tốc trọng điểm sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp ngành xây dựng. Phải bám sát tiến độ của dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, đây là yêu cầu của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải đối với dự án quan trọng này trong năm 2023. Hiện ở các công trường, các nhà thầu đã bảo đảm nguồn nhân lực và máy móc thiết bị để bắt tay thi công. Theo đại diện nhà thầu, hiện phần lớn các địa phương dự án đi qua đều đã bàn giao mặt bằng cho công tác thi công, tuy phần còn lại không nhiều, nhưng nhiều điểm đang gây khó khăn cho việc tiếp cận mặt bằng dự án cùng với công tác triển khai hiện trường, ban quản lý và các nhà thầu cũng đang làm việc với các địa phương để tiếp tục khảo sát mỏ vật liệu sau kỳ nghỉ lễ. Đến nay, ba địa phương An Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long đã xác định được các điểm mỏ cho dự án. Nếu như điều kiện thuận lợi sẽ bảo đảm cung cấp. Tuy nhiên, nhiều điểm mỏ vẫn chưa được khảo sát cụ thể. Nhu cầu đi lại của người dân đã bắt đầu tăng trở lại sau kỳ nghỉ dài của Tết Nguyên đán. Một số hãng hàng không cảnh báo hành khách cần thận trọng cho việc lựa chọn địa điểm mua vé máy bay, tránh tình trạng mua phải vé giả mạo. Các hãng hàng không khuyến cáo hành khách cần phải cẩn trọng với những website có giá vé rẻ bất thường so với thị trường chung và trên thương hiệu có sai ký tự, chỉ nên mua vé máy bay qua phòng vé hoặc các đại lý chính thức của hãng cẩn trọng khi mua vé qua các kênh trung gian không có địa chỉ, nguồn gốc rõ ràng. Đối với hình thức mua vé máy bay trực tuyến, hành khách cần lưu ý kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán. Nếu có thắc mắc, hành khách truy cập vào các trang thông tin điện tử hoặc gọi đến tổng đài hỗ trợ hành khách của hãng hàng không để tìm hiểu các thông tin liên quan. Tại một số vườn sầu riêng ở đồng bằng sông Cửu Long, dù đang trong không khí đón xuân nhưng toàn bộ quy trình canh tác vẫn đang được bà con nhà vườn tuân thủ nghiêm ngặt để sớm được cấp thêm mã số vùng trồng cho cây sầu riêng trong thời gian tới. Phải 5 tháng nữa mới đến kỳ thu hoạch, tuy nhiên ngay trước kỳ nghỉ Tết, các vườn sầu riêng được cấp mã số vùng trồng để xuất khẩu ở Sóc Trăng đã được doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ. Các quy trình canh tác đều được bà con nhà vườn tuân thủ nghiêm ngặt, nhất là liều lượng phân thuốc, tất cả đều nằm trong danh mục cho phép. Bông trái non cũng được tỉa thường xuyên để đảm bảo về chất lượng, độ đồng đều sản phẩm. Ngay sau kỳ nghỉ lễ, các nhà vườn sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để sớm được cấp thêm mã số vùng trồng cho cây sầu riêng. Đây là điều kiện để địa phương mở rộng hơn nữa chuỗi liên kết, tiêu thụ với doanh nghiệp xuất khẩu, qua đó đưa sản phẩm xuất khẩu chính ngạch nhiều hơn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình nhịp sống kinh tế phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu với những tin tức kinh tế thị trường đáng chú ý cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt